Ngày 20 tháng 2, cơn bão đầu tiên của năm 2021 trên phía Tây Thái Bình Dương có tên quốc tế là Dujuan, đang hoạt động ở vùng biển cách phía đông Philippines khoảng 700 km và di chuyển về phía Tây. Diễn biến bão rất phức tạp, nhiều khả năng ảnh hưởng đến vùng biển nước ta trong những ngày tới. Sáng 20 tháng 2, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, yêu cầu theo dõi cập nhật tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển, cũng như diễn biến bão Dujuan để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Hiện nay đang trong mùa khai thác đánh bắt hải sản, số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển rất lớn. Theo nhận định, bão Dujuan có khả năng mạnh lên cấp 9, cấp 10, sau khi vượt qua Philippines có thể suy yếu trước khi đi vào Biển Đông ở khoảng cấp 7, cấp 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 22 đến ngày 23 tháng 2, bão Dujuan đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 1 trong năm nay. Sau khi đi vào Biển Đông, bão Dujuan di chuyển hướng về quần đảo Hoàng Sa và suy yếu dần, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tác động đáng chú ý nhất của cơn bão này gây gió mạnh cấp 7, cấp 8, mưa giông mạnh có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Dự báo từ ngày 22 tháng 2, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Dujuan, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động rất mạnh.